sợ làm phép ta. Cho chị luôn hả? Không, để chị chứ lên cho muối được rồi. Tiếp tục chương trình, Kim Hoa hát bài Sầu Tím Diệp Hồng. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Cái này có rạp này đã nè, cái này có rạp ngồi sướng. Nắng chiều là sau đó là em tới, sau đó là em tới là Ho Tím hồi xưa, là tới nhà Hạ, là tới... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết bao giờ cho chương trình với bài nhạc phẩm Nắng Chiều.